47 cửa. Bài 47 tương ứng với phần tiếp theo của bài 14 quyển 1. Trước tiên hãy hỏi, uống chút gì không? 喝点什么吗? 喝点什么吗? Chút. 点儿. 点儿. Ăn chút gì không? 吃点什么吗? 吃点什么吗? Mua chút gì không? 买点什么吗? 买点什么吗? Học chút gì không? 学点什么吗? 学点什么吗? Bây giờ hãy nghe phản nhắc lại từ hay là. 还是 还 还 是 是 还是 还是 茶 hay là bia? 茶还是啤酒? 茶还是啤酒? Mình hay là bạn ấy? 我还是他? 我还是他? Người Hàn Quốc hay là người Mỹ? 韩国人还是美国人? 韩国人还是美国人? Cô giáo Lâm hay là cô giáo Phương? Lý lão sư hay là Hoàng lão sư? Lý lão sư hay là Hoàng lão sư? Họ Trương hay là họ Lý? Xin Trang hay là xin Lý? Xin Trang hay là xin Lý? Táo hay là quýt? 苹果还是橘子? 苹果还是橘子? 14 tệ hay là 40 tệ? 14块还是40块? 14块还是40块? Đổi nhân dân tệ hay là đô la? Hoa nhân dân tệ hay là mỹ yuan? Hoa nhân dân tệ hay là mỹ yuan? Ăn bánh bao hay là sủi cảo? Chứ bao giờ hay là chào giờ? Chứ bao giờ hay là chào giờ? Bây giờ là từ cà phê. Cà phê. Cà. Cà. Phê. Phê. Cà phê. Cà phê. Uống cà phê. Hơ cà phê. Hơ cà phê. Mua cà phê. Mài cà phê. Mài cà phê. Tôi lấy cà phê. Tôi yào cà phê. Tôi yào cà phê. Cho tôi cà phê. Gấy wǒ cà phê. Gấy wǒ cà phê. Cho tôi cà phê đi. Gấy wǒ cà phê bà. Gấy wǒ cà phê bà. Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Hãy hỏi lại,
Uống chút gì không? Hơ điểm sấm mơ ma? Hơ điểm sấm mơ ma? Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Bây giờ là từ cốc, ly. Bay. Bay. Một cốc. Y bay. Y bay. Hai cốc. Lẻng bay. Lẻng bay. Một cốc bia. Y bay pí chiểu. Y bay pí chiểu. Một cốc trà. Y bay trà. Y bay trà. Một cốc cà phê. Y bay cà phê. Y bay cà phê. Cho mình hai cốc cà phê. Gây wo liang bei cà phê. Gây wo liang bei cà phê. Uống cốc trà. Hơ bei trà. Hơ bei trà. Uống cốc trà đi. Hơ bei trà bà. Hơ bei trà bà. Hay hỏi lại uống chút gì không? Hơ điểm sấm mơ ma? Hơ điểm sấm mơ ma? Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Trà hay là cà phê? Uống cốc trà đi. Hơ bei trà bà. Hơ bei trà bà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền. Chủy chén. Buổi trưa ra nhà ăn ăn cơm. Trung ủ chủy sứ tháng chứ phản. Chỗ sủi cào này. Trở xe chảo zi. Trở xe chảo zi. Quá đắt rồi. Thải quẩy lợ. Trả lại bạn 34 tệ. Chào nín 34 khoải. 200 đô. 200 mỹ yuan. Phòng làm việc của Ái Đức Hoa. Ai Đức Hoa de bàn công sự. Số phòng là 601. Phòng gian hào là 601. Vị này là giáo sư Phương. Chị vị là Wang giáo sư. Chị vị là Wang giáo sư. Tương đối dễ. Bị giáo rộng ý. Không có vali. Mấy dấu xiang zi. Một ít thuốc bắc. Y xie zhong yao. Trong vali. Xiang zi li. Hai cái y phục, hai cái quần áo. Liang jian yi fu. Một lọ nước hoa. Yi ping xiang shui. Từ điển. Từ điển. Ba cái bút. San chữ bỉ. Lâu lắm không gặp. Hào chiều bố chiền. Cũng làng nhàng, cũng tạm tạm. Má mà khu khu. Gần đây vừa khai giảng, hơi bận.
最近刚开学，有点忙。茶还是咖啡？茶还是咖啡？Uống cốc trà đi. 喝杯茶吧。